Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của nước Mỹ các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Focus. Đây chính là chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.8 số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và cái điều đặc biệt ở chiếc xe này là, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 4 vạn km thôi quý bạn nhé. Và tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Nói thì có thể khó tin nhưng mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi để xem thì mới biết được chiếc xe này là chạy quá ít. Và hơn nữa, lát nữa tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho quý vị và các bạn về chiếc xe này quý bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả các con ốc còn zin và còn nguyên bản hết quý bạn nhé, còn nguyên bản và còn rất là mới quý bạn ạ. Chiếc xe này thì nói thật với quý vị các bạn, nếu như cùng đời trên thị trường thì đang bán dao động ở mức giá là 250 triệu đến 270 triệu quý bạn nhé, tôi cũng xin chia sẻ thật. Nhưng chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng quý bạn nhé, vì chiếc xe quá mới, quá đẹp luôn quý bạn ạ. Chúng tôi mua cũng vượt đời và bán với giá cũng vượt đời các bạn ạ, vì chiếc xe quá mới, quá là đẹp ạ. Vì nếu như trên thị trường với những chiếc xe cùng đời, cùng tuổi thì chắc chắn với quý vị và bạn là không chạy dưới 10 vạn đâu các bạn nhé. Rất ít xe chạy dưới 10 vạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.8 số tự động 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.8 số tự động 2011 này. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.8, số tự động, sản xuất năm 2011, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Với chiếc xe này, chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 279 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chỉ 279 triệu đồng thôi thì quý bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe 5 chỗ ngồi, số tự động. Đấy, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Giá này nếu như quý bạn mua chiếc xe đời cao hơn thì chắc chắn chỉ mua được những chiếc xe Morning, và có khi còn mua được những cái xe Morning biển D, Morning van 2 chỗ ngồi thôi quý bạn ạ. Đấy. Và chiếc xe này thì với những chiếc xe như thế này, giá tiền có hơn 200 triệu thôi thì tội gì chúng ta phải đi Morning, đúng không quý vị và các bạn? Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Focus phiên bản 1.8 số tự động 2011 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.